Khi bạn vừa trở về nhà trong kỳ nghỉ Tết, mà nhà bạn lại là nhà buôn bán đồ ăn vặt nữa, nên tự nhiên trong nhà sẽ xuất hiện một con chuột khổng lồ chuyên đi ăn trộm vặt đồ ăn trong nhà. Ăn mực xé nhỏ, ăn đậu phộng đen, ăn đồ chiên cay, ăn thịt lợn khô, ăn hạt mắc ca, ăn hạt điều, ăn đập.